À, xin chào cả nhà, trở lại kênh của Tính Bonsai ha. Chúc cả nhà có một buổi sáng thật nhiều niềm vui. Thì hôm nay mình quay cho cả nhà xem một cây, thì cây mai tàn già, cũng hơn hai mấy năm rồi, là trồng trồng cái cây này trước khi cất nhà này luôn, mà cái nhà này giờ nó cũ luôn rồi cả nhà. Là này cây của ông anh mình kế nhà luôn, thì muốn giao lưu với anh em toàn toàn quốc ha. Thì của anh chị nào thích thì lấy cây này về chơi, thì cái của anh chị muốn lấy tàn thì chơi tàn, còn muốn chơi bonsai thì nó cũng có phong cách bonsai luôn. Đó, thì cây nó lên ba nhánh. Thì bông thì năm cánh, bông năm cánh tròn, có nghĩa là bông cánh khít đó cả nhà, năm cánh khít. Cái lá nhìn tròn là biết liền. Cái lá tròn đẹp ha, và bông rất là dữ. Cái thời điểm này bông rất nó lên nụ rất là dữ nè, nụ kim lên rất nhiều. Nói chung là cây mai thiên nhiên cả nhà. Rồi bông chùm thì cô bác anh chị nào thích thì lấy về chơi ha. Nói chung á là trước sau cũng phải bứng cái cây này, lý do là cái mới làm cái nhà tiền chế nè, nên là nó bị khuất ở trong. Thì ông anh là muốn là một là giao lưu, còn hai nữa là ông tính ông bứng ông giờ qua đây. Thì mình kêu là phải giờ qua đây, không giờ ra là bị tụt cành. Thành thử ra anh em nào thích thì lấy về chơi ha. Cây mai lá tròn vo là biết cái bông nó đẹp rồi. Để mình kiếm cái bông coi, nãy giờ không thấy cái bông nào hết. Thì cây này là hai mấy năm rồi cả nhà. Cái nhánh nhỏ là cũng nó bự cỡ vậy ha, còn nhánh lớn nó bự vậy nè, còn nhánh chính bự dữ nữa. Xe ba gác chạy ngang nó tán cái là lột vỏ ra, mà bây giờ nó liền da nó liền trở lại luôn cả nhà, thấy không kêu đó là lâu đời. Thì đây là cái cây vô cái thế là cái thế trực lắc luôn nha cả nhà. Nếu mà mình cắt ở đây, đây là cành một ha. Rồi ở ngoài đây thì mình lấy cành phong. Rồi trên đây mình lấy cành hai. Mình cắt ngang đây một cái ha. Là lấy đỉnh. Đó là một cái cây là nếu mà bonsai thì là trượt lắc. Và cô bác anh chị khỏi cần nhìn đế ha. Có nghĩa là gì? Ở dưới nó bè ra luôn nè. Ở dưới là nó khỏi cần môi rễ đó, mà ở dưới nó bè ra luôn. Cây này là chắc cú là đế. Đấy là để giữ rồi. Khỏi cần môi ha. Khỏi cần môi ra là nó nở cái đế nè. Cái củ nè. Cái củ nó nở rồi. Đó, cô bác anh chị sẽ thấy ha. Nó nở nó bè ra luôn mà. Cái hướng nào nó cũng bè hết. Là cây này là nó cái đế nó nở và cây nó không có lỗi rễ nào luôn á. Thì để mình khều khều sơ sơ cái đất ra thôi ha. Rồi bắt đầu mình lấy cái thước đo. Cái cây này hoành cũng là nằm trạng là cũng sáu mấy 70 ngay cái eo ha, còn ở dưới cỡ 80-90 luôn á. Thì bây giờ mình sẽ đo ha. Đo ngay đây. Thấy ghê không? 88 ha. Ngay cái cũ là 88. Chưa tới cái nồi nha cả nhà, cái nồi ghê lắm. Cái này là cái cũ thôi. 88 gần 90 hoành ha. Còn bây giờ mình đo eo, là eo là ở trên. Em qua đây ha.
heo là 6 68 nè. Anh em sẽ thấy không? Đó, kéo căng vậy luôn rồi đó, 68 hoành. Cây này thì ok, cái đế là bao bao dữ luôn á, nó nở từ bên đây qua tới bên kia luôn, mà nó nở đều hết luôn. À, cái cây này là nó, cái đế nó nở nha. Thì anh em sẽ thấy nó phình ở dưới gốc ha, hướng nào cũng phình hết. Đó, rồi cây rất khỏe, ở trên tay cành thì khỏi nói nó bự ha. Nè, cái cành nhỏ nhất nè, cái cành nhỏ nhất là hơn 30 ha. Đó, 31 hoành nè. Đó, cành nhỏ nhất ha. Còn cành nhì là 36 hoành nè. Cành nhì là 36 hoành ha. À, rồi cành này giữa là cành giữa cũng hơn tí, 37 ha, 36 rưỡi nè. Đó thì ba cái tay này là quá lực. Anh em cắt đây một cái ha. Cắt đây một cái. Cắt đây một cái là nó lồi cái thân ra, cắt đây một cái nữa là thành cái cây quá dữ. Cây này là anh em mà quýnh cái tàn, khỏi cần trực lắc gì đó, quýnh cái tàn tứ diện cho mình ha. Mình kéo bè ra hết luôn. Đằng trước mình bè ra, đằng đây ra, đằng sau bè ngược lên sau một chút. Rồi bên đây cũng vậy ha, cắt ngang và bè đằng trước bè đằng sau hết. Rồi đây, xẻ cái mâm ra bên hông qua lại và lợp lên cành qua lại luôn. Lấy một cái đỉnh nhỏ lên. Thì cái cây mình rất là lực ha. Cái đỉnh tới đây là vừa ha, đừng cắt cao quá nó trò. Thì anh em thích thì chơi cây bonsai, quá dữ luôn, cái gốc quá bự nè. Cái tay của mình tay bồ tượng nha cả nhà nè. Gốc quá dữ. Cái này mình dở lên cái nữa là cái rễ nó ra, mình bứng cục đất là phải 1 mét nha cả nhà. 1 mét ra, ra tới đây nè. Rồi bên kia ra 1 mét nữa, cái cục đất này là phải là 1 mét rưỡi tới 1m8 ha. Chứ mà anh em mà bứng cục đất nhỏ ổn, tại cái cây này quá bự, lấy hết rễ luôn, rất là dữ dằn. Thì anh em nào chơi mai tàn thì chơi ha. À, tàn lá xum xê. À, cái này vô dây là bảo đảm đẹp. Tại vì cây mai này là cây mai chùm. Nó già tàn rồi. À, thì nụ rất là đặc quẹo luôn nè. Rất là nhiều bông. À, thì cây mai riêng nó vậy cả nhà, năm cánh ha. Mai năm cánh, mai riêng. Thôi xin chào cả nhà. Chúc cả nhà có một buổi sáng thật nhiều niềm vui. Thì ông anh ông muốn giao lưu á thì ông kêu là mình quay giùm. Còn anh em nào mà muốn thực tế thì cứ lại mình dắt tới nhà luôn, kế nhà mình hai bước chân. Thôi xin chào ha, chúc cả nhà vui vẻ.